với các nhân vật quan trọng và có ảnh hưởng lớn trong hệ thống của Sandman như Dream và các anh chị em của gia đình Endless hay chúa tể địa ngục Lucifer, bọn mình đã có các video riêng. Còn trong video này, bọn mình sẽ tập trung vào các nhân vật phụ nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong hai arc đầu tiên của Sandman, Nocturnal and Prelude và The Doll's House, chính là phần sẽ được chuyển thể trong Season 1 của Sandman. 1. Lucien. Ở trung tâm của Dreaming, lãnh giới của những giấc mơ, tọa lạc lâu đài của mộng đế. Bên trong lâu đài ấy có một thư viện và một người thủ thư, Lucien. Thư viện của mộng giới là thư viện lớn nhất và cũng kỳ lạ nhất. Dù bạn có đọc bao nhiêu cuốn sách trên đời này chăng nữa, bạn cũng chưa từng đọc được một cuốn sách nào trong đây cả. Bởi lẽ, thư viện của mộng quốc là nơi cất giữ những cuốn sách chưa từng được viết ra, những câu chuyện chưa bao giờ được kể, những dòng chữ chỉ nằm trong tiềm thức, những dự định chẳng bao giờ thành hiện thực, những dòng chữ thoảng qua trong suy tưởng, một thư viện rộng đến vô tận. Và nếu mỗi khi một điều gì đó trở thành sự thực, thì nó sẽ không còn chỗ trong Dreaming nữa, và quyển sách ghi chép về nó sẽ tự động cháy thành tro tàn. Lucien vốn là một con quạ đầu tiên, sứ giả đầu tiên của mộng đế. Sau đó ông trở thành người trông giữ thư viện của những giấc mơ. Cho nhân dạng con người thì ông có tạo hình cao và gầy, đôi tai nhọn, mái tóc hung và cặp kính dày trên gương mặt. Lucien là người phục vụ tận tâm và trung thành nhất của Dream. Khi Dream bị giam cầm suốt hơn 70 năm, Lucien là kẻ duy nhất còn ở lại, vẫn đảm đương trọn vẹn trách nhiệm mình, vẫn chào đón vị vua của cõi mộng trở về. Chính vì điều này nên Lucien dần trở thành người chịu trách nhiệm ở Dreaming khi Dream không có ở đó. Tuy không thực sự thích việc đó, sở thích của Lucien là ở những cuốn sách yêu quý của ông cơ. Nhưng Lucien vẫn gồng mình để gánh vác cho người chủ nhân của mình. 2. Matthew. Loài động vật mà Dream yêu thích nhất hẳn là quạ. Bởi lẽ, ông có vô số những chú quạ cư ngụ cho lâu đài ở Dreaming. Không ai biết chính xác tại sao Dream lại nuôi nhiều quạ thế. Thỉnh thoảng ông dùng chúng làm sứ giả cho mình. Nhưng hầu hết, thời gian chỉ là để làm người bầu bạn, chuyện trò. Những chú quạ này hầu hết đều là những phàm nhân khi qua đời theo một duyên nợ nào đó với Dreaming mà được Dream trao cho cơ hội lựa chọn, hoặc là ở lại và trở thành một chú quạ của ông, hoặc là đi theo Death tới nơi cần tới. Matthew chính là chú quạ chính thân thiết với Dream nhất tại thời điểm mà bộ Sandman diễn ra. Matthew vốn là một con người có tên là Matthew Cable, là chồng của Abigail Arcane. Sau khi qua đời một cách thương tâm do âm mưu của chú Abigail là gã ác nhân Anton Arcane, linh hồn của Matthew được Dream biến thành một chú quạ trong Dreaming. Matthew thường tỏ ra là một chú quạ khó tính và hay cáu bẩn, thích móc mỉa mọi người. Tuy nhiên, anh cực kỳ trung thành với Dream, cụ thể đặc biệt là với phiên bản Morpheus. Chú quạ này thường xuyên qua lại giữa Dreaming và Trần Gian để thực hiện các nhiệm vụ giao thám, quan sát hoặc truyền tin theo mệnh lệnh của Dream. 3. Kane và Abel chính là hình tượng hai đứa con cực kỳ nổi tiếng của Adam và Eve trong Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh thì Cain và Abel cùng thực hiện cống tế lên Chúa, nhưng Chúa chỉ hài lòng với phần cúng tế của Abel mà khước từ đồ tế của Cain. Điều này khiến Cain nổi lòng đố kỵ và ra tay sát hại Abel. Đây chính là cuộc giết người đầu tiên. Cain sau đó đã bị Chúa lưu đày. Tuy nhiên, Cain và Abel của Sandman không chỉ là Cain và Abel trong Kinh Thánh, cũng giống như Dream không chỉ là một vị thần giấc mơ. Thay vào đó là một nguyên mẫu của kẻ sát nhân và nạn nhân của những cuộc huynh đệ tương tàn. Như Cain là hiện thân cho tất cả mọi kẻ giết anh chị em ruột thịt. Hắn còn là ca anh em nhà Pandavas khi họ giết Kana, là Seth khi giết Osiris, là Romulus khi giết Remus, là Huizilopochtli khi giết Koyosaki, là Hodor khi giết Balder. Lý do khiến hắn được gọi là Cain mang ký ức và câu chuyện của Cain đơn giản vì đó là nhân vật, là gương mặt mà mọi người nhớ đến nhiều nhất trong muôn vàn khuôn mặt của hình tượng ấy. Do đặc tính trói buộc của nguyên mẫu này, nên hàng ngày Cain đều sẽ phải ra tay giết Abel, dù ông ta có muốn hay không. Và Abel sau đó sẽ lại tái sinh và mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Tuy bề ngoài Cain luôn tỏ ra bắt nạt em trai và đối xử với Abel một cách bạo lực, nhưng thực tế bên trong, hai người họ vô cùng yêu thương nhau, nhưng họ buộc phải tuân thủ theo nguyên mẫu đã định hình lên bản thân. Trong Dreaming, Cain là chủ quản của House of Mystery, căn nhà của bí ẩn, còn Abel là chủ của House of Secret, căn nhà của bí mật. Hai căn nhà này đều ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí và những cơn ác mộng đáng sợ. Tuy nhiên, từ bên trong tên của chúng đã ẩn chứa lời gợi ý cho sự khác biệt. Bí mật thì phải bị chôn vùi vĩnh viễn, còn bí ẩn thì tồn tại là để được khám phá.
4. Mervyn the Pumpkinhead. Là quản gia trong lâu đài của Dream, Mervyn Pumpkinhead có ngoại hình khá kỳ dị, với thân của một con bù nhìn và phần đầu là cái đèn lồng Jack O'Lantern. Miệng thì lúc nào cũng phì phèo xì gà. Về tính cách thì y khá ma lanh và tỏ ra uể oải. Mervyn cũng hay cằn nhằn về công việc của mình, sắp xếp nhân sự, vì Dream có thể dễ dàng làm điều đó chỉ bằng một ý nghĩ. Tuy không có nhiều đất thể hiện trong Sandman, nhưng Mervyn lại có hẳn một series riêng, Mervyn Pumpkinhead, Agent of Dream, nơi y biến thành một 007 phiên bản ảo diệu bậc nhất lịch sử. 5. Corinthian. Dreaming không chỉ là thế giới của những giấc mơ mà còn là của những cơn ác mộng, và Corinthian là một trong những cơn ác mộng nguy hiểm nhất từng được Dream tạo ra. Corinthian được tạo ra đại diện cho một tấm gương hắc ám phản chiếu từ tâm khảm của mỗi con người những gì họ không dám đối mặt. Về ngoại hình, Corinthian hầu như giống hệt một thanh niên bình thường, ngoại trừ mái tóc bạc trắng và luôn đeo kính râm. Đằng sau cặp kính râm đó, ở nơi đáng ra là hốc mắt của hắn thì lại có hai cái miệng với bộ răng trắng ẩn, thứ hắn thường dùng để tấn công nạn nhân và ăn đi đôi mắt của họ. Là một cơn ác mộng, nhiệm vụ của hắn vốn dĩ là gieo rắc nỗi sợ hãi cho những con người trong giấc mộng, nhưng Corinthian muốn nhiều hơn thế. Hắn đã vượt qua ranh giới giữa mơ và thực, tới trần gian và sát hại một con người để ăn mắt. Khi phát hiện ra tội trạng này của hắn, Dream đã định trừng phạt hắn. Tuy nhiên, đúng lúc này, anh lại bị cuốn đi vào vụ điều tra cái chết của một bản thể Dream khác, rồi sau đó trên đường trở về thì lại bị triệu hồi và giam giữ dưới trần gian. Nhân cơ hội đó, Corinthian lại trốn ra quậy phá, trở thành một gã sát nhân hàng loạt, và thậm chí sáng lập ra cả một phong trào kích động những tên sát nhân hàng loạt khác tham gia. 6. Gilbert Fiddler's Green. Fiddler's Green là một cư dân của Dreaming, nhưng ông không phải là một sinh vật bình thường, mà là một địa điểm. Fiddler's Green là một vùng đất xanh tươi, đẹp đẽ, đầy hoa thơm, cỏ lạ, có thể ví như một tiểu thiên đường. Ông thường xuất hiện trong các giấc mơ của những người lữ khách, đặc biệt là những thủy thủ. Do đó, Fiddler's Green thường được đồn đại là chốn thiên đường dành cho các thủy thủ sau khi đã trải qua 50 năm rong trên biển cả. Fiddler's Green là một trong các cư dân tốt bụng và được quý trọng nhất trong Dreaming, tới mức Dream ví ông như là trái tim của thế giới này. Trong thời gian Dream bị mất, Fiddler's Green đã tới thế giới thực để khám phá, đội lốt một người đàn ông trung niên tốt bụng tên Gilbert. Ông hay giúp đỡ mọi người và là ân nhân của cô nàng Rose Walker. 1. Roderick Burgess. Roderick Burgess là một thương nhân giàu có và là một pháp sư nghiệp dư. Tham vọng về quyền lực và sự bất tử khiến hắn dấn thân vào thế giới huyền học và ma thuật, thậm chí lập một hội kín tà đạo tên là Order of Ancient Mystery. Thông qua một số thư tịch cổ cóp nhặt, Roderick biết được về sự tồn tại của các Endless và quyết định tìm hiểu cách triệu hồi và bắt giữ Death để có được sự bất tử. Tại căn biệt thự Forney Ridge, hắn đã tiến hành nghi lễ và ngâm nga câu thần chú: ta dâng lên một đồng xu ta đẽo ra từ đá, ta cất lên một khúc ca ta đánh cắp từ bụi bặm, ta dâng lên một con dao từ dưới gầm đồi, một cái que ta cắm xuyên qua con mắt của xác chết, ta dâng lên một móng vuốt ta xé từ chuột cống, ta ban cho ngươi một cái tên đã mất, ta dâng cho ngươi máu từ huyết quản ta và một cọng lông vũ ta nhổ từ đôi cánh thiên thần, ta gọi ngươi bằng những danh xưng, hỡi chúa tể của ta, ta triệu hồi bằng chất độc và nỗi đau, ta mở ra một con đường và ta đóng lại những cánh cổng, ta triệu hồi ngươi bằng danh xưng của những chúa tể cổ xưa, Nam ta, Alatu, Morax, Naberius, Klesh, Vepa, Mayon, ta triệu hồi Ashem, Deva gọi ngươi, Maborim gọi ngươi, Hovendai gọi ngươi, từ trong bóng tối họ gọi ngươi, và trong bóng tối họ gọi ngươi, đồng xu và khúc ca, lưỡi dao và que nhọn, bóng vuốt và danh xưng, máu và lông vũ, tại đây trong bóng tối, tại đây trong bóng tối, chúng ta cùng triệu hồi ngươi, hãy tới. Thế nhưng, cuối cùng Endless được Roderick triệu hồi tới lại là Dream chứ không phải Death. Kế hoạch thất bại. Roderick đánh chấp vá tạm bằng cách tịch thu đống bảo vật của Dream và giam ông vào một cái lồng kính suốt mấy chục năm trời. Suốt thời gian đó, Roderick cố gắng ép Dream ban cho ông ta sự bất tử hoặc những quyền lực nào đó để đổi lấy sự tự do. Nhưng Dream chỉ đáp lại bằng sự im lặng và một cái nhìn lạnh lẽo. Nghe qua việc Roderick triệu hồi và bắt giữ bộ Endless có vẻ khủng bố, nhưng thực ra trình độ của lão khá cùi bắp và câu thần chú của lão cũng chỉ là đồ làng nhàng. Tuy nhiên, lão lại có độ ăn may cực khủng nên mới vồ trúng được Dream
vào thời điểm mà anh đang suy yếu mà lập được quả chiến tích ảo diệu này. 2. Lady Constantine. Lady Constantine chính là tổ tiên của gã pháp sư tóc vàng, đều cá, nghiện thuốc lá John Constantine mà nhiều người mến mộ. Bà tên thật là Joanna Constantine, sống ở Anh vào thế kỷ 18. Cũng hệt như thằng hậu duệ của mình, Joanna cũng là một người vô cùng khôn lanh, mưu mẹo và còn làm máu liều. Bà cũng là một pháp sư, một Laughing Magician, những kẻ lừa gạt, cười vào mặt quỷ dữ. Joanna từng gặp gỡ Dream trong một quán rượu khi ông hẹn gặp người bất tử Hop Catling. 5 năm sau, khi thời kỳ khủng bố đẫm máu của cách mạng Pháp nổ ra, Dream đã nhờ Joanna thực hiện một phi vụ để vận chuyển cái đầu của Orpheus, con trai của Dream, ra khỏi nước Pháp. Nhiều năm sau, hậu duệ của bà John Constantine sẽ là giúp đỡ Dream trong việc thu hồi túi cát bàn những giấc mơ. 3. Dr. Destiny. Dr. Destiny, tên thật là John Dee, vốn là gã ác nhân điên rồ và bệnh hoạn của Justice League. Mẹ của hắn, Ethel Cripps, vốn là một tình nhân của Roderick Burgess. Trải qua một số sự kiện trong thời gian Dream bị Roderick giam cầm, Ethel đã ăn cắp viên đá Dreamstone mà Roderick lấy được từ Dream và truyền nó lại cho con trai. Viên đá Dreamstone là một bảo vật được Dream tạo ra từ một phần của chính ông, sở hữu quyền năng biến giấc mơ thành sự thực. Với bảo vật này trong tay, Dr. Destiny sở hữu một sức mạnh rất to lớn, nhưng cũng ngày càng trở nên điên loạn hơn. Vào thời điểm Dream thoát khỏi sự giam cầm, ông đã truy tìm các báu vật cũ của mình và đụng độ với John Dee khi hắn ta vượt ngục Arkham và dùng quyền năng của viên đá để tác oai tác quái trong một quán ăn, nhấn chìm những người có mặt ở đó vào những ảo giác bệnh hoạn và kinh tởm nhất. 4. Coronzon. Coronzon là một con quỷ mang tước hiệu công tước ở tầng địa ngục thứ 8, dưới trướng quỷ vương Beelzebub. Trong thời gian Dream bị giam cầm, một gã pháp sư từng là thuộc hạ của Roderick Burgess đã triệu hồi Coronzon và trao đổi chiếc mũ Helm of Dream của Dream với hắn. Chiếc mũ miệng này chính là biểu tượng của Dream, được ông tạo ra từ xương của hai tên Old Gods từng xâm lược Dreaming hàng tỷ năm về trước. Sau khi Dream thoát khỏi sự giam cầm, ông đã xuống truy dấu chiếc mũ miệng của mình ở dưới địa ngục và có một cuộc thi đấu rap battle với Coronzon để giành lại bảo vật này. 5. Nada. Nada là một nữ hoàng của một vương quốc nọ ở châu Phi từ hàng ngàn năm về trước và là một trong các tình nhân của Dream. Nada lần đầu gặp Dream khi ông xuất hiện trong vương quốc của cô dưới lốt một lữ khách bí ẩn, và chỉ một cái nhìn đã khiến Nada yêu ông say đắm. Nhờ sự giúp đỡ của một chú chim rồng rộc, Nada đã ăn được quả từ cây lửa trên ngọn núi mặt trời, và trong giấc mơ linh hồn cô đã gặp được Dream. Nhưng khi ấy, bà mới nhận ra người mình yêu không chỉ là một phàm nhân hay một vị thần, mà là một Endless. Nhưng lời của tổ tiên đã dạy, khi yêu Endless thì sẽ mang tới đại họa. Vì thế, Nada đã chạy trốn. Xong, giờ lại tới lượt Dream yêu say đắm Nada, bởi lẽ chưa có một người phụ nữ nào yêu ông tới mức lên tận Dreaming để kiếm tiền ông. Chỉ sự nhiệt thành đó thôi đã đủ làm cho chủ nhân của mộng giới phải si mê và bất chấp tất cả để đuổi theo Nada. Nada chẳng thể chạy trốn một Endless, dù cô có cố tới đâu thì Dream vẫn đuổi kịp. Và cuối cùng trong đêm đó, hai người đã mây mưa với nhau, khiến bất cứ ai nằm mơ trong đêm đó đều mơ thấy gương mặt của Nada về cơ thể của cô, với hơi ấm từ làn da và độ mặn từ mồ hôi của cô. Thế nhưng, luật lệ thì vẫn luôn tàn nhẫn. Vào bình minh, một quả cầu lửa giáng xuống vương quốc của Nada, thiêu đốt nó thành pha lê. Quá đau khổ, Nada đã nhảy từ trên đỉnh núi xuống để tự vẫn. Tức giận, Dream yêu cầu Nada chọn lựa, hoặc là tiến vào mộng giới để thành hoàng hậu của ông, hoặc là chịu đựng sự đày đọa vĩnh cửu. Nada từ chối. Tức giận, Dream đã đẩy cô xuống địa ngục suốt cả ngàn năm. 6. Rose Walker. Rose Walker là nhân vật trung tâm trong ác truyện Dollhouse. Tuy bề ngoài không khác gì một cô gái bình thường, Rose lại có một thân phận vô cùng đặc biệt. Bản thân cô chính là vật chủ của Dream Vortex, một hiện tượng siêu nhiên cực kỳ nguy hiểm, có thể phá vỡ ranh giới giữa mộng giới và cõi trần và có thể dẫn tới sự diệt vong của cả hai thế giới. Đồng thời, cô cũng là hậu duệ mang dòng máu của một Endless khi bà ngoại cô là Unity Kincaid đã bị Desire of Endless cưỡng bức để sinh ra mẹ cô. Biến cô tới với Rose khi cô dọn tới ở trong căn hộ của Hal Carter và gặp gỡ vô số những câu chuyện ly kỳ với những người khách thuê nhà khác tại nơi đây, cũng như Dream Vortex bắt đầu trỗi dậy. 7. Barbie. Barbie là một trong các vị khách thuê nhà trong căn hộ của Hal, hàng xóm của Rose.
Trong giấc mơ, cô là công chúa của vùng đất được gọi là The Land. Chiến đấu chính là một thế lực bí ẩn gọi là Kaku. Người bạn đồng hành thân thiết của cô là Martin Tebones, là một chú chó khổng lồ để ria mép dựa trên hình ảnh của một món đồ chơi của cô hồi còn nhỏ. Vai trò của Barbie trong ác truyện Dollhouse không lớn lắm, nhưng trong tương lai cô sẽ là một nhân vật trong ác truyện The Game of You. Và video hôm nay xin phép tạm dừng ở đây. Hãy chia sẻ những gì mà anh em cảm thấy ấn tượng nhất dưới phần bình luận đây nhé. Hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Mãi cháy! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!